10 kỷ lục vô tiền Hoàng hậu trước World Cup 2023. Nếu như tuyển Mỹ có mặt ở hầu hết các kỷ lục trong lịch sử thì tuyển Việt Nam mới lần đầu góp mặt ở một kỳ World Cup bóng đá nữ. Mỹ chính là đội duy nhất nằm trong top 3 cả 8 kỳ World Cup nữ đã diễn ra trong lịch sử. Đáng chú ý, họ vô địch năm 1991, 1999, 2015 và 2019, bên cạnh Á quân 2011 và hạng tháng 3 năm 1995, 2003 và 2007. Mỹ cũng có mặt ở hầu hết những kỷ lục của giải đấu khi là đội thi đấu nhiều nhất với 50 trận, thắng nhiều nhất với 40 trận, ghi nhiều bàn nhất với 138 bàn, hay chiến thắng có cách biệt đậm nhất 13-0 trước Thái Lan năm 2019. Cùng với tuyển Mỹ còn có 6 đội chưa bỏ lỡ kỳ World Cup nữ nào gồm Đức, Na Uy, Thụy Điển, Brazil, Nhật Bản và Nigeria. Giải đấu do Australia và New Zealand đồng tổ chức có 8 đội lần đầu dự World Cup, nhiều nhất lịch sử bóng đá nữ. Các đội này gồm Việt Nam, Haiti, Morocco, Panama, Philippines, Bồ Đào Nha, Ireland và Zambia. Con số này có được từ việc FIFA lần đầu tăng số đội tham dự từ 24 lên 32. Thống kê cho thấy có tới 107 cầu thủ đang thi đấu ở Anh có mặt tại World Cup nữ 2023. Số cầu thủ này khoác áo 18 đội tuyển khác nhau gồm Anh, Australia, Brazil, Canada, Đan Mạch, Pháp, Đức, Jamaica, Nhật Bản, Hàn Quốc, Morocco, Hà Lan, New Zealand, Nigeria, Na Uy, Ireland, Thụy Điển và Thụy Sĩ. Xếp sau là Mỹ với 84 cầu thủ, Tây Ban Nha 72, Pháp 59 và Italy 40. Kỷ lục này thuộc về câu lạc bộ bóng đá nữ Barcelona, Tây Ban Nha với 18 cầu thủ, thuộc các đội tuyển Brazil, Anh, Italia, Nigeria, Na Uy, Tây Ban Nha, Thụy Điển và Thụy Sĩ. Xếp sau là Chelsea với 17 cầu thủ, Arsenal 15, Manchester City 15 và Real Madrid 14. Tổng cộng có 10 cầu thủ dự World Cup 2023 với tư cách đã từng vô địch ngày hội lớn nhất bóng đá hành tinh. Họ gồm hậu vệ Saki Kumagai vô địch World Cup 2011 cùng Nhật Bản. Mỹ có Julie Ertz, Alex Morgan, Alyssa Naeher, Kelly O'Hara. Megan Rapinoe vô địch 2015, trong khi Crystal Dunn, Lindsey Horan, Rose Lavelle và Emily Sonnett vô địch 2019. Chủ nhà Australia có 9 cầu thủ khoác áo tuyển quốc gia trên 100 trận góp mặt tại World Cup 2023. Họ gồm Clayton Kinnear 156 trận, Emily van Emmon 127, Samke 120, Tameka Ialloc 112, Kia Simon 111, Tip Cacley 109, Caitlin Foard 108, Alana Kennedy 108 và Lydia Williams 102. Tiền đạo Marta của tuyển Brazil là cầu thủ ghi nhiều bàn nhất lịch sử World Cup nữ từ 2003 đến nay. Cô cũng là cầu thủ duy nhất trong top 5 vua dội bom còn thi đấu. Huyền thoại bóng đá Brazil cùng Christine Sinclair đã ghi bàn ở 5 kỳ World Cup liên tiếp từ 2003 đến 2019. Ngang bằng Cristiano Ronaldo ở World Cup Nam từ 2006 đến 2022. Tiền đạo Michelle Akers của tuyển Mỹ là cầu thủ ghi nhiều bàn nhất trong một kỳ World Cup nữ với 10 bàn. Cô lập kỷ lục này vào năm 1991 và kỷ lục này được nhận định khó xô đổ khi các cô phá lưới sau này chỉ ghi tối đa 7 bàn trong một kỳ World Cup. Cô cũng là cầu thủ đầu tiên ghi 5 bàn một trận trong chiến thắng 7-0 trước Đài Loan năm 1991. Kỷ lục sau này được Alex Morgan sang bằng khi Mỹ thắng Thái Lan 13-0 năm 2019. Tiền đạo Christine Sinclair trở thành nữ cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất cho một đội tuyển quốc gia. Cụ thể, cô ghi 190 bàn cho đội tuyển quốc gia Canada, nhiều hơn 67 bàn so với kỷ lục của Cristiano Ronaldo ở bóng đá nam. Số pha lập công của Sinclair nhiều hơn 21 đội tuyển khác tại World Cup nữ 2023 cộng lại. Sinclair là cầu thủ hiếm hoi tham dự 6 kỳ World Cup, với thành tích tốt nhất là hạng tháng 4 năm 2003. Cô ghi 10 bàn, kém kỷ lục của Marta 7 bàn. Sinh ngày 12 tháng 6 năm 1983, Sinclair là một trong ba cầu thủ lớn tuổi nhất dự World Cup nữ 2023, cùng thủ môn Vanina Cordea của Argentina ngày 14 tháng 8 năm 1983 và hậu vệ Ebi Onom của Nigeria ngày 8 tháng 5 năm 1983. Tổng cộng có 5 huấn luyện viên từng là cầu thủ sẽ đến Australia và New Zealand gồm Su Qingxia của Trung Quốc 1991 và 1995, Hayris của Na Uy 1991, 1995, 1999 và 2003, Tisunda của Thụy Điển 1991 và 1995, Martina Vogt-Lenberg của Đức 1999 và 2011. Inaka Green của Thụy Sĩ, 1999 và 2011. Các bạn hãy đăng ký kênh để cập nhật thông tin miễn phí mới nhất.